Nhận biết 6 dấu hiệu của suy thận. Đầu tiên là những thay đổi về nước tiểu, như là tiểu nhiều lần, đặc biệt là tiểu đêm. Trong nước tiểu có bọt, bong bóng, tiểu buốt hoặc là có máu trong nước tiểu. Thứ hai là cơ thể mệt mỏi cả ngày, kém tập trung kèm theo đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Thứ ba là sưng phù mặt, tay chân, đặc biệt là cổ chân và bàn chân. Thứ tư là những triệu chứng ngứa phát ban ở da do thận bị suy, không thải được chất độc trong máu. Thứ năm là thay đổi về hơi thở, cảm thấy hơi thở nông và khó hít thở sâu hơn. Thứ sáu là thay đổi về vị giác, miệng luôn cảm thấy có vị lạ hoặc là ăn không ngon. Nếu bạn có các dấu hiệu trên, hãy đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn kịp thời bạn nhé.